Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dịch vụ Quốc gia về Việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, quý 1 năm nay số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 1 là khoảng 146.000 hồ sơ. Nguyên nhân khiến số người đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng cao, đại diện Trung tâm Dịch vụ Quốc gia về Việc làm cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp thiếu đơn hàng nguyên liệu sản xuất dẫn đến giảm diệt cắt giảm lao động ngoài ra một bộ phận người lao động cảm thấy công việc không còn phù hợp hoặc hết hạn hợp đồng không được doanh nghiệp ký lại cũng là nguyên nhân dẫn đến số người thất nghiệp tăng